Buổi văn nghệ ba thế hệ hội đồng dòng họ Vũ Võ tỉnh Bình Phước xin kính chào toàn thể quý vị cô bác, quý vị đại biểu đã về dự đại hội ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình văn nghệ chào mừng vừa được mở đầu bằng ca khúc Tìm về đất tổ, thơ Vũ Nam Giáp, nhạc Vũ Quang Vượng do Tốt Ca trình bày. Ngay tiếp sau đây, chương trình sẽ được biểu diễn liên tục với các tiết mục Mời Nước, Mời Trầu, Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh do Minh Thiện và Thu Hiền trình bày. Mộ Trạch Làng Tiến Sĩ, nhạc và lời Vũ Trọng Thi do Vũ Quang Vượng trình bày. Hát Chèo Mùa Xuân Trong Họ Xuân Vầy do Vũ Quang Vượng soạn lời và Thanh Huyền biểu diễn. Và cuối cùng là bài hát Tự Hào Vũ Võ Việt Nam, sáng tác của Vũ Hùng Việt do Tốt Ca trình bày với chủ đề Xuân Quê Hương Ấm Tình Dòng Tộc. Chương trình của đội xin được phép tiếp tục. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
hầu hết tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc đã có tổ chức hội đồng dòng họ. Các huyện thì cũng có hội đồng dòng họ và các xã thôn cũng có ban liên lạc. Riêng ở phía Nam thì có xin châu để muộn, nhưng đến hôm nay chúng ta đã có 17 tỉnh thành có tổ chức hội đồng dòng họ. Quả là người sáng ngộ. Thank you.
Nhiều chi tộc đã có số thành viên từ vài chục người đến có trăm người. Các chi tộc hoạt động đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái với nhau trong cuộc sống. Nhưng chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các chi tộc ban dòng họ của võ trong thị xã và trong tỉnh. Vì thế mà đi khắc phục ấy đã dâng cao. Nhiều bà con trong chi tộc sau khi lo được trong gia đình riêng của mình, họ đã có đủ điều kiện để đóng góp tài chính xây dựng từ đường của chi tộc mình một cách khang trang hoành tráng và mong muốn cùng bà con dòng họ chủ võ trong toàn thị xã bảo nhau phát triển. Nhờ sự nhiệt tình cố gắng của các chi tộc họ chủ võ định cư cho các phường của tỉnh Bình Dương và sự giúp đỡ của ban phát triển tổ chức dòng họ chủ võ Việt Nam, hội đồng dòng họ chủ võ tỉnh Bình Dương, ban chấp hành lớp người của hội đồng dòng họ của ban chấp hành lớp người của hội đồng dòng họ của võ thị xã Di An đã vượt qua bao khó khăn để thành lập quy tụ hầu hết các thành viên tự nguyện, nhiệt tình và chân thành. Nhiệm vụ của ban chấp hành lớp người là tổ chức vận động bà con anh chị em ban dòng họ chủ võ trong thị xã tham gia hoạt động dòng họ và đề cử ra một ban chấp hành chính thức để cùng nhau xây dựng, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của dòng họ, tạo nên một sức mạnh cho đồng tộc phát triển, tiến tới tổ chức đại hội đại biểu dòng họ của võ thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Hôm nay ba con dòng họ của võ chúng ta từ khắp mọi nơi hội tụ về đây để dự đại hội đại biểu dòng họ chủ võ thị xã Di An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu ra ban chấp hành chính thức của hội đồng dòng họ chủ võ thị xã Di An, tỉnh Bình Dương. Đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động và thông qua quy ước dự thảo của dòng họ. Đó chính là lý do mà chúng ta có mặt tại đại hội ngày hôm nay. Đến dự đại hội ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đại biểu chính quyền địa phương, đại biểu lãnh đạo các cấp, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Ẩn, ủy viên thường vụ thị ủy, trưởng ban tuyên giáo thị ủy Di An. Xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Hồng, ủy viên thường vụ thị ủy, trưởng công an thị xã Di An. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã Di An, đại biểu lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân các phường. Xin trân trọng giới thiệu bà Đặng Thanh Thủy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Bình An. Đại biểu hội đồng dòng họ chủ võ, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Hiến, phó chủ tịch hội đồng dòng họ chủ võ Việt Nam. Và ông Võ Văn Hiến cũng là chủ tịch hội đồng dòng họ chủ võ phương Nam của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Về phía ban phát triển tổ chức dòng họ chủ võ Việt Nam có sự hiện diện của ông Vũ Đăng Giáp, phó trưởng ban phát triển tổ chức dòng họ chủ võ Việt Nam. Đặc biệt đại hội chúng ta rất vinh dự được đón tiếp đại diện của hội đồng dòng họ chủ võ đến từ một tỉnh rất là xa xôi nhưng đã dành thời gian để đến chung vui trong ngày hội ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Trọng Tâm, phó chủ tịch hội đồng dòng họ tỉnh Đắk Lắk. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Quang Dượng, tránh văn phòng hội đồng dòng họ chủ võ tỉnh Bình Phước. Đại biểu hội đồng dòng họ chủ võ tỉnh Bình Dương, chúng tôi rất trân trọng được đón tiếp và xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Minh Sang, chủ tịch hội đồng dòng họ chủ võ tỉnh Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu các ông bà trong ban thường vụ của hội đồng dòng họ chủ võ tỉnh Bình Dương, xin nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía ban tổ chức đại hội hội đồng dòng họ chủ võ thị xã Di An, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Văn Giàu, chủ tịch lâm thời hội đồng dòng họ chủ võ thị xã Di An.
Kính thưa đại hội, hội đồng dòng họ Dũng Võ thị xã Di An trong ngày đại hội ngày hôm nay rất vinh dự nhận được sự quan tâm của trung ương, của tỉnh và các đơn vị bạn đã tặng những lãng hoa vô cùng ý nghĩa. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và xin mời các đơn vị gửi hoa đến hội đồng dòng họ Dũng Võ thị xã Di An. Chúng ta sẽ lên sân khấu để trao tặng hoa cho ban tổ chức. Trước hết, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương đã gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Xin trân trọng cảm ơn ông Võ Văn Hồng, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã Di An. Trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình An. Trân trọng cảm ơn Hội đồng dòng họ Dũng Võ tỉnh Đắk Lắk. Trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Tông Hiệp. Trân trọng cảm ơn ông Phạm Ngọc Ẩn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Di An. Trân trọng cảm ơn Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Di An. Trân trọng cảm ơn ông Võ Văn Linh, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trân trọng cảm ơn Ban phát triển tổ chức dòng họ Dũng Võ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Vân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Di An. Trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Di An. Trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Bình. Trân trọng cảm ơn Hội đồng dòng họ Dũng Võ tỉnh Bình Dương. Trân trọng cảm ơn Hội đồng dòng họ Dũng Võ phương Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tặng lãng hoa cho đại hội. Bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện Ban phát triển tổ chức dòng họ Dũng Võ Việt Nam ông Dũng Đăng Giá sẽ lên sân khấu để tặng hoa cho đại hội. Xin trân trọng kính mời ông Võ Văn Giàu, chủ tịch lâm thời của Hội đồng dòng họ Dũng Võ thị xã Di An sẽ lên đón nhận lãng hoa. Xin trân trọng kính mời ông. Ban phát triển. Nơi đâu có dòng
rồi lại tới đêm không. Nhưng hôm nay vì thời gian rất có hạn, cho nên cho phép tôi xin được tóm tắt ngắn gọn về lịch sử của dòng họ Vũ Mộ và thân thế sự nghiệp của vị tổ Vũ Mộ. Kính thưa quý vị, họ Vũ Mộ có trên 1.200 năm về lịch sử hình thành và phát triển, với con số 4% dân số của cả nước và là một trong năm dòng họ lớn ở Việt Nam. Họ Vũ Mộ có truyền thống là hiếu học, xuất phát từ cái truyền thống hiếu học này cho nên trải qua tất cả các thời kỳ lịch sử, trong họ Vũ Mộ đã có những hiện tại, những vĩ nhân hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, cống hiến trí tuệ, đóng góp nhân tài trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ở thời đại của Hồ Chí Minh, họ Vũ Mộ của chúng ta ngay từ cái ngày đầu của chính phủ cách mạng lâm thời, trong cái hàng ngũ của chính phủ cách mạng lâm thời thì có 12 vị bộ trưởng, nhưng mà trong đó đã có 3 vị là người mang dòng họ Vũ Mộ, đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ trưởng Bộ Nội vụ, Vũ Đình Hoa, bộ trưởng Bộ Giáo dục, Vũ Trọng Phụng, bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tham gia vào chính quyền thì có chủ tịch nước là Võ Chí Công, rồi rất nhiều bộ trưởng, thứ trưởng và phó thủ tướng là những người mang dòng họ Vũ Mộ. Trong sự nghiệp dựng xây dựng đất nước và phát triển đất nước thì họ Vũ Mộ có rất nhiều các nhà khoa học, khoa học đã cống hiến hết sức mình trong sự nghiệp phát triển của đất nước. Ở hàng ngũ lãnh đạo thì có những cán bộ ưu tú trong hàng ngũ lãnh đạo từ địa phương lên đến trung ương có được sự đóng góp to lớn này là vì họ Vũ Mộ đã biết phát huy cái truyền thống nhân hậu và trí tuệ của tổ tiên. Truyền thống này đã được con cháu trong dòng họ lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, đồng thời đã xây dựng thành một cái triết lý gọi là nhân trí truyền gia. Bây giờ các quý vị, họ Vũ Mộ có thể tỏ là Vũ Hồn. Cụ Vũ Hồn sinh ngày 8 tháng Giêng năm Bất Thân, tức là năm 804, và mất ngày 3 tháng Chạp năm Quý Dậu, tức là năm 853. Cụ hưởng thọ 49 tuổi. Để ghi nhớ cái ngày sinh và ngày mất của thủy tổ Vũ Hồn, đã có một cái câu ca dao không biết sáng tác từ bao giờ, nhưng mà con cháu họ Duệ và dòng họ Vũ Mộ đã lưu truyền lại từ đời trước sang đời sau. Mùng 8 tháng Giêng sinh thành, mùng 3 tháng Chạp ngày lành quy thiên, đó là ngày sinh và ngày mất của thủy tổ Vũ Mộ. Thủy tổ Vũ Mộ là con trai ông Vũ Huy, người họ Vũ gốc Mân Việt, tổ dân tộc Bách Việt, quê ở xã Lâm Khê, phủ Thường Châu, tỉnh Phúc Kiến. Còn mẹ là bà Nguyễn Thị Đức, là người làng Việt, gốc là dân tộc Bách Việt, người làng Bà Huế thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, miền Bắc nước Việt Nam. Từ đó sinh ra, ta có thể nói là thủy tổ Vũ Mộ là kết tinh của hai dòng máu Mân Việt và làng Việt của dòng Bách Việt. Từ thủ hậu thơ, thủy tổ Vũ Mộ là một người rất thông minh. Năm đến 7 tuổi đã học câu nhớ đấy, năm 12 tuổi đã lầu thông tin sử, và tới năm 16 tuổi ông thi đình đã đỗ thủ khoa. Ông không những giỏi về văn chương lại còn rất tinh thông về thiên văn và đàn điện địa lý, là một người tài hoa tối đại, đứng vào bậc nhất nhì trong thiên hạ lúc bấy giờ, cho nên vua Đường đã phong ông là ngự sử đô đại. Rồi tới năm Tân Dậu, tức là năm 841, thì ông được cử đi sứ ở Giang Châu, tức là Việt Nam ta ngày nay, với chức quan kinh lược sứ. Trong thời gian làm quan ở Giang Châu, mặc dù công việc quan trường rất bận rộn, nhưng ông vẫn thường xuyên về quê ngoại để phụng dưỡng mẹ già. Nhân một cái chuyến đi thăm cái ngôi mộ Tam Đài ở Hoàng Đông Sở, ông đi qua một cái cánh đồng này. Tại cánh đồng này này, ông phát hiện ra có 5 cái gò đất nổi lên, hình dáng giống như là 5 con ngựa. Phía sau thì có 7 vì sao chiếu sáng, còn ở trên mặt đầm lầy
thì nổi lên những cái con sông đất kết tụ lại thành từng mảng từng cảng có hình dáng như là cây nước và nghiên mực. Theo con người thì đây là một cái linh địa sẽ phát đạt thời đổi qua mạng. Thủy tổ vũ hồn đã ghi chép lại và nảy sinh ra một cái ý nghĩ sẽ tạo dựng quê hương thứ hai ở trên cái vùng đất này. Và năm 847 thì vua Tiên Tông lên tay vua. Tiên Tông là một tên vua quá nhu nhược, cho nên triều đình Hồng Đường lúc bấy giờ chia bè kết phái tranh giành các quyền lực lớn át vào quyền vua. Bởi thế cho nên các quan chức ở xa cũng chán nản và mất hết cả niềm tin. Cũng một cái thời điểm này, trong một cuốn sách phong thủy có bốn câu tương truyền: muốn cho con cháu làm quan thì tìm thiên mã tương lai đứng chầu, muốn cho kế thế thâm hậu thì tìm chiêm chống bày chồng hai bên. Bốn câu tương truyền này lại trùng hợp với cái thế đấy ngũ mã tìm chồng tất tinh hậu ứng mà từ tổ hồn đã phát hiện được. Do đó ông rất tâm đắc và ông quyết định treo ấn từ quan xin ở lại quân ngoại để phụng dưỡng mẹ già, đồng thời hoa hồ tắm đất và loại ấp ngay trên cái linh địa ngũ mã tìm chồng tất tinh hậu ứng ấy. Ông đã cái đất là Khả Mộ. Khả Mộ đã có một thời gian được đổi tên là Lạc Trạch, và cho đến nhà Trần, thời nhà Trần thì lại đổi tiếp là Mộ Trạch. Và Mộ Trạch ngày nay của xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, miền Bắc nước Việt Nam. Tại đây ông đã mộ dân cùng nhau chung sống, giúp người nghèo làm nhà cửa, mở mang trường học, rồi truyền bá đạo lý và hơn giúp dân trồng lúa, trồng dâu, giúp dân bốc thuốc chữa bệnh. Thủy tổ Vũ Hồn là cái người rất nhân hậu, cho nên dân trong vùng đã kính yêu ông như cha mẹ. Và đồng thời suy tôn ông là vương thủy tổ, có nghĩa là ông tổ của quê hương. Chính vì đây ngày nay đã trở thành cội nguồn và cũng là nơi xuất xứ của dòng họ Vũ Hồ Việt Nam. Kính thưa quý vị, vào năm Canh Ngọ tức là năm 850 thì mẫu thân của ông qua đời. Thủy tổ Vũ Hồn là một người rất giỏi về thiên văn và địa lý, cho nên ông đã cầm lăng điểm huyệt rất mộ theo phong thủy tại thôn Kiệt Tạc thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Đồng thời ông làm nhà ở lại làm mộ trông nom cái ngôi mộ đó. Sau 3 năm mà ta ông trở về giảng đường để tiếp tục dạy học. Nhưng thế rồi vào ngày 3 tháng Chạp năm Quý Dần, tức là năm 853, ông đang ngồi tại giảng đường, bóng thân trong người khó chịu, rồi tiếp gần cạnh tòa với một biển ra đi hưởng thọ 49 tuổi. Rất là vô cùng thương tiếc, con cháu họ Vũ Vũ Hồng đã làm lễ an táng ông tại khu đồng cả. Nhưng mà đến cái lúc hạ nguyệt thì một cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Bầu trời đang trong xanh, tự nhiên mây đen kéo đến dày đặc, rồi mưa gió sấm chớp nổi lên dữ dội, không sao mà nguyệt được. Dân làng bỏ ra vẻ sáng hôm sau ra đến nơi xem thì kiến và mối đã sống lên một thành núi mưa môi mộ rất lớn. Dân làng sợ quá, bộ chỉ huy quan huyện, quan huyện cũng cho rằng đây là một cái điều linh thiêng hiếm có, cho nên truyền cho dân làng phải lập miếu thờ. Còn khu đường cũng phải truy phong cho thủy tổ Vũ Hồn là Phúc Thần, đồng thời cho dân mộ gọi là Mã Thần. Từ đó đã có một cái tên rất linh thiêng ăn sâu trong lòng con cháu dòng họ Vũ Hồ, đó chính là Vũ Công Thần Thủy Tổ Vũ Hồn. Kính thưa quý vị, trải qua bao năm tháng, biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, từ khi mà Vũ Hồn mất, dòng họ Vũ Hồ của chúng ta vẫn tồn tại và vẫn không ngừng phát triển cho đến thời hiện nay. Thì họ Vũ được chia thành 5 chi và 8 phái. Các chi phái này lan tỏa đến tất cả các tỉnh thành của đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, rồi vào miền Trung và Nam Bộ. Thì họ Vũ bắt buộc phải tổ thành họ Võ. Ở đây tôi muốn nói cái chữ bắt buộc. Vì sao?
Bởi vì vào năm 1558, Loan Quốc Công Nguyễn Hòa vào trấn thủ ở Thuận Hóa. Nguyễn Hòa là một trong 9 đời chúa Nguyễn ở Việt Nam. Nguyễn Hòa ở Thuận Hóa thì Thuận Hóa lúc bây giờ là cái địa danh hành chính. Còn ngày nay Thuận Hóa thuộc 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và thừa Thiên Huế. Sau khi Nguyễn Hòa vào Thuận Hóa được một thời gian thì ông đã được chọn các bác để mà phủ lên diện mạng. Lúc bây giờ nhà Mạc nổi lên định cướp ngôi nhà Lê, cho nên ông phải ra ngoài Bắc để mà phủ lên diện mạng. Người con thứ 6 của Nguyễn Hòa, ông này có 10 người con nhưng mà chết mất năm, chết trận rồi chết bệnh mất năm người, còn là 5 người. Thì cái người con thứ 6 lại có tên là Công Tử Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ lên thay Nguyễn Hòa thì Nguyễn Vũ lại đổi tên là Nguyễn Phúc Phát và lấy tên hiệu là Vũ Vương. Còn ở trong triều đình của nhà Lê lúc bây giờ có vua Lê Huyền Tôn. Vua Lê Huyền Tôn này lại có tên gốc là Lê Duy Vũ. Bởi vậy cho nên họ Hòa vì tránh né cái tên chúa Nguyễn Hòa phải biến thân thành họ Huỳnh. Còn họ Vũ vì tránh né tên chúa Nguyễn Vũ và vua Lê Huyền Tôn là Lê Duy Vũ, cho nên bắt buộc họ Vũ phải đổi thành họ Võ. Lúc nãy chúng tôi đến đây khi mới đến đây ra thì có một số bà con hỏi họ Vũ thế nào, họ Võ thế nào. Và bây giờ xin thưa với tất cả các quý vị, nếu mà vị nào thắc mắc chúng tôi sẽ giải thích. Còn nếu chúng ta thông rồi tại sao có Vũ và tại sao có Võ, và Vũ Võ là một, có nghĩa là cùng chung một gốc. Từ bác sĩ ra thì ta có thể nói rằng tiền thân của họ Võ là họ Vũ. Chính vì vậy cho nên ngày nay dòng họ của chúng ta đã phải sử dụng cái từ ghép gọi là dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Thưa các quý vị, đến khi thời Hậu Lê đó, thì họ Vũ chia thành năm chi và tám phái. Cho nên có những cái chuyện mà chúng ta vừa nghe Vũ thế nào, Võ thế nào, bây giờ bà con còn thắc mắc gì nữa không ạ? Không thắc mắc gì ạ, ta hiểu rằng Vũ Võ là cùng chung một gốc mà cùng thờ chung một thủy tổ Vũ Hồn. Như cái bài thơ mà ban đầu bài hát lúc nãy chúng ta đã nghe, Bắc Nam Vũ Võ cùng dòng họ, thờ chung thủy tổ một Vũ Hồn. Để thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, vào năm 1995, Hội đồng dòng họ Vũ Võ Việt Nam được thành lập. Đứng đầu đồng chủ tịch là giáo sư anh hùng dân tộc Vũ Khiêu và bác Vũ Oanh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trải qua những năm tháng xây dựng và phát triển thì tới đây hầu hết tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc đã có hội đồng dòng họ Vũ Võ. Ở riêng ở Việt Nam chúng ta thì vì cái hoàn cảnh lịch sử cho nên là sinh sau đã muộn, nhưng mà tới nay đã 70% các cái tỉnh thành ở Việt Nam đã có tổ chức hội đồng dòng họ. Và hôm nay tại thị xã Di An chúng ta rất vui mừng là hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Di An đã hình thành. Thay mặt ban phát triển tổ chức dòng họ Vũ Võ Việt Nam, chúng tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng hội đồng dòng họ Vũ Võ thị xã Di An sẽ phát huy những tinh hoa của tổ tiên trong quá khứ để làm rạng danh cho dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin kính chào giáo sư ông Dũng Đăng Giáng, phó trưởng ban phát triển tổ chức dòng họ Vũ Võ Việt Nam đã giới thiệu tổng kỳ lịch sử và sự phát triển của dòng họ Vũ Võ Việt Nam. Tiếp theo là nghi thức dân hương thủy tổ. Kính thưa toàn thể quý quan khách, quý vị đại biểu, cây ngó gốc với bảy cành xanh ngọn, nước có nguồn với biển cả sông sâu, người ta nguồn gốc từ đâu, có tiên tổ trước rồi sau có mình. Đây là một đạo lý tuân thủ của người Việt Nam để ghi nhớ công đức của thủy tổ Vũ Hồn, là người đã khai sinh ra dòng họ Vũ Võ và là tiến sĩ Việt Nam. Chúng ta hãy dành một phút dâng hương và niệm. Chúng tôi xin kính chào các người ông Dũng Đăng Giáng, phó ban phát triển tổ chức dòng họ sẽ trở lại sân khấu để điều hành ghi lễ. Và đồng thời xin trân trọng kính mời các đại biểu sau đây
sống để thực hiện nghi thức dân hương. Xin kính chào các mời ông Võ Giang Hiến, Phó Chủ tịch Hội đồng dòng họ Chủ võ Việt Nam. Xin kính chào các mời ông Phạm Ngọc Ẩn, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Chi An. Xin kính chào các mời ông Võ Giang Hồng, Ủy viên Thường vụ Thị ủy, Trưởng công an Thị xã Chi An. Xin kính chào các mời ông Vũ Minh Sang, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Chủ võ tỉnh Bình Dương. Xin kính chào các mời ông Võ Văn Giàu, Chủ tịch lâm thời Hội đồng dòng họ Chủ võ Thị xã Chi An. Xin kính chào các mời ông Võ Văn Thẳng, Ban cố vấn Hội đồng dòng họ Chủ võ Thị xã Chi An. Xin kính chào các mời ông Vũ Đức Kỳ, đại biểu Hội đồng dòng họ Chủ võ phường Bình An. Xin chào các mời các chị sẽ cùng lên sân khấu thực hiện nghi thức lễ dân hương thủy tổ. Xin kính chào các mời ông Võ Văn Lý, thành viên ban cố vấn của Hội đồng dòng họ Chủ võ Thị xã Chi An. Thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, chúng ta cùng thoát thai từ nguồn cội, giọt máu đào dâng cao niềm kiêu hãnh, mạch đập dồn trong chống trận buổi ban sơ, trong tiếng kèn ấm vang bất khuất, hòa tiếng chuông rồi xé lên tiếng, đưa ta đi khắp mọi miền đất nước, mang trong mình dòng vũ võ Việt Nam. Tổ tiên ơi, cháu con là tiến sĩ, niềm tự hào trong nhân trí truyền ra. Thủy tổ ơi, cảm ơn người khôn tả, học rể chúng con tạ dạ muôn đời. Hôm nay, ngày 5 tháng 3 Đinh Dậu, lập nhang án cúi đầu kính cẩn dân hương. Xin cảm ơn linh hồn người đã khuất ngàn năm thủy tổ. Vũ Đức Kỳ sẽ thực hiện nghi thức đọc con tế. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 5 tháng 3 năm Đinh Dậu, tại thị xã Di An thuộc tỉnh Bình Dương, nhân ngày đại hội đại biểu họ Vũ Võ, dòng họ Vũ Võ thị xã Di An tỉnh Bình Dương, con cháu Vũ Võ bốn phương trong thị xã tề tựu nơi đây cúi đầu kính cẩn dâng hương mừng hôm nay trời biển thanh bình, núi sông cẩm tú thánh thang một khói trời ngang, hò hẹn mời phương dòng vũ võ ngàn năm tìm lại dấu xưa, vạn dặm hướng về quê cũ, uống nước nhớ nguồn tầm đông mái tổ, con cháu vũ võ thị xã Di An hôm nay tề tựu tại nơi đây trên dưới trăm người sát cánh bên nhau trước bàn thờ tổ, dâng hương hoa một lễ chân thành ghi công đức muôn phần ngưỡng mộ.
vì dân, chọn đạo nghĩa với đời, với họ, xã hội văn minh, quốc dân cường thịnh, cờ Việt Nam sáng tỏ năm châu, họ vũ võ danh tướng muôn thuở, trước tâm linh đức thần kỷ tổ, con cháu vũ võ thị xã Di An, tỉnh Bình Dương, thành tâm khẩn tấu. Xin kính mời toàn thể đại hội và bà con trong dòng họ chúng ta đứng lên để dành một phút bạc niệm tự dưng thị tội. Một phút bạc niệm bắt đầu. Thôi, xin kính mời quý vị đại biểu chúng ta thắp hương. Mời quý vị an toàn. Giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống.
chung tay góp sức xây dựng dòng họ và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng nhân lên và phồn thịnh. Trên thành đó, và được sự chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ nhiệt thành của hội đồng dòng họ Hữu Dõi Việt Nam và ban thường vụ ban chấp hành hội đồng dòng họ Hữu Dõi tỉnh Bình Dương vào đầu năm 2015, hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã Chi An được chính thức thành lập với ban chấp hành trong thời gồm 16 đồng chí. Sau một thời gian tập trung chuẩn bị những tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm, hôm nay ngày 1 tháng 4 năm 2017, Đại hội đại biểu Hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã Chi An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức khai mạc. Khai mạc ban chấp hành lâm thời của Hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã và ban tổ chức đại hội, tôi chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo, quý đại biểu và các vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự đại hội. Xin gửi đến toàn thể quý vị lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa tất cả quý vị, đại hội đại biểu dòng họ Hữu Dõi thị xã Chi An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 có nhiệm vụ rất quan trọng là thảo luận đánh giá tình hình hoạt động của ban chấp hành lâm thời từ khi được thành lập cho đến nay, xác định phương hướng hoạt động của hội đồng dòng họ trong năm tới, cho ý kiến đóng góp bản quy ước hoạt động của dòng họ, đồng thời xem xét lựa chọn ra những người trong dòng họ để bầu vào ban chấp hành, bầu giữ chức chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng dòng họ nhiệm kỳ 2017-2022 để chịu trách nhiệm thay mặt dòng họ tổ chức điều phối và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dòng họ mà nghị quyết đại hội sẽ xem xét thông qua. Để đảm bảo sự thành công của đại hội, tôi đề nghị mỗi đại biểu tham dự đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tích cực suy nghĩ và có ý kiến đóng góp vào các công việc chung của đại hội, nhất là về phương hướng hoạt động của dòng họ trong 5 năm tới, cân nhắc lựa chọn những người đủ điều kiện để bầu vào ban chấp hành, bầu giữ chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng của nhiệm kỳ 2017-2022. Dưới tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội dòng họ Hữu Dõi thị xã Chi An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Kính chúc các quý vị lãnh đạo, các vị khách quý cùng toàn thể đại biểu dự đại hội sức khỏe, hạnh phúc và hành đạt. Chúc đại hội chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị lãnh đạo, thưa quý đại biểu, thưa tất cả đại hội, được sự phân công của đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin thông qua báo cáo hoạt động của ban chấp hành lâm thời và phương hướng hoạt động của hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã trong nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo gồm có hai phần. Phần thứ nhất, tình hình chung và bối cảnh ra đời của ban chấp hành lâm thời hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã. Từ rất lâu, nhiều gia tộc Hữu Dõi trên địa bàn thị xã Chi An đã hình thành và có những hoạt động phong phú hướng về cội nguồn, hướng về tâm đường họ Hữu Dõi, phổ biến là việc lập nhà thờ họ và duy trì việc tổ chức cúng dỗ hàng năm để những người trong dòng họ thường là từ 4 đến 5 đời nối tiếp gần nhau nhất, có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ lẫn nhau cùng tiến bộ. Tại các tụ tập ấy, nhiều cụ cao niên trong dòng họ có mong muốn kết nối các thông tin trên địa bàn thị xã để gắn bó với nhau nhiều hơn, đoàn kết và tương trợ nhau tốt hơn, hoạt động có định hướng và có chiều sâu hơn. Theo nguyện vọng của bà con dòng họ Hữu Dõi trên địa bàn và được sự hướng dẫn tận tình của hội đồng dòng họ Hữu Dõi Việt Nam, hội đồng dòng họ Hữu Dõi tỉnh Bình Dương, ban chấp hành lâm thời hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã Chi An được thành lập vào năm 2015 gồm có 16 vị do ông Võ Văn Giàu, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Chi An, nay là bí thư đảng ủy phường Vân Hòa làm chủ tịch, ông Võ Anh Tuấn, nguyên chánh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thị xã, nay là phó chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã làm phó chủ tịch. Sau khi ban chấp hành lâm thời hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã được công bố, các thành viên trong ban chấp hành đã có nhiều cố gắng trong hoạt động, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động, phát triển hội viên và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để việc tổ chức đại hội hội đồng dòng họ Hữu Dõi thị xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022
với một số công việc cụ thể đã thực hiện như sau. Một, đã họp ban chấp hành tạm thời phân công thành viên làm công tác tuyên truyền vận động những người trong dòng họ đăng ký tham gia hội đồng dòng họ và tham dự đại hội chủ dòng thị xã lần thứ nhất. Hai, là lựa chọn và tổ chức cho các cụ cao niên và các cháu học sinh trong dòng họ giỏi có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà do hội đồng dòng họ chủ dòng tỉnh Bình Dương trao tặng. Ba, là tập trung chuẩn bị nội dung chương trình và vận động nguồn kinh phí để tổ chức đại hội. Bốn, là xây dựng dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của ban chấp hành lâm thời và phương hướng hoạt động của hội đồng dòng họ chủ dòng thị xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022. Năm, là dự thảo quy ước hoạt động của hội đồng dòng họ chủ dòng thị xã. Sáu, là dự kiến nhân sự ban chấp hành chủ tịch các phó chủ tịch hội đồng dòng họ chủ dòng của nhiệm kỳ mới. Và bảy, là triển khai các hoạt động khác chuẩn bị các điều kiện để việc tổ chức đại hội được diễn ra thành công. Phần thứ hai là về phương hướng nhiệm vụ cơ bản của hội đồng dòng họ chủ dòng trong nhiệm kỳ 2017-2022. Về mục tiêu chung là hướng dẫn, điều phối và tổ chức thực hiện các hoạt động của dòng họ hướng về cội nguồn, kế thừa và phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ và nghĩa tình của dòng họ, đoàn kết xây dựng dòng họ vững mạnh về các mặt, nhất là về học tập và làm các tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của bác Võ Nguyên Giáp và các bậc tiền nhân, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, làm tròn nghĩa vụ đối với dòng họ, với quê hương, đất nước. Về mục tiêu cụ thể, trên cơ sở nhận thức nhiều tự hào về dòng họ không ngừng phát triển trong suốt chiều dài của lịch sử, mỗi thành viên trong dòng họ phải luôn giữ gìn và phát huy đạo lý truyền thống tốt đẹp của dòng họ và của dân tộc, gắn với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cụ thể được đảng, nhà nước và xã hội phân công, phấn đấu thực hiện có kết quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây. Thứ nhất là về phát triển tổ chức dòng họ, tiếp tục tổ chức tuyên truyền về niềm tự hào của một dòng họ qua đó vận động phát triển hội viên và tổ chức và tiến hành thành lập ban chấp hành hội đồng dòng họ chủ dòng ở các phường nếu đủ điều kiện. Hai, về khuyến học khuyến tài, phát động phong trào thi đua học tập trong dòng họ chủ dòng, thi đua rèn sức luyện tài, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất trong các kỳ thi tuyển, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài trong dòng họ chủ dòng thị xã để khen thưởng những học sinh sinh viên trong dòng họ có thành tích xuất sắc và kịp thời hỗ trợ giúp đỡ việc đến trường đối với những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chịu khó. Về thi đua khen thưởng, hàng năm phối hợp với học viện cao tuổi thị xã lập danh sách các cụ cao tuổi 80, 85, 90, 95 và từ 100 tuổi trở lên để kịp thời tổ chức mừng họ và đề nghị hội đồng dòng họ chủ dòng Việt Nam, hội đồng dòng họ chủ dòng tỉnh Bình Dương xem xét khen thưởng mừng họ vào dịp kỷ niệm ngày cao tuổi Việt Nam 1/10 và tổ chức thăm viếng các cụ cao niên trong những lúc ốm đau có hậu sự. Phối hợp ngành giáo dục đào tạo thị xã kịp thời phát hiện, nêu gương, biểu dương khen thưởng các cháu học sinh trong dòng họ chịu khó học giỏi hoặc có thành tích cao trong các lĩnh vực thể thao, âm nhạc, hội họa, văn nhân tại các kỳ thi tuyển trong và ngoài nước. Kịp thời biểu dương, tuyên dương công trạng và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với những tập thể cá nhân trong và ngoài dòng họ có nhiều đóng góp, hỗ trợ, tài trợ trong quá trình xây dựng tổ chức và phát triển dòng họ chủ dòng thị xã Di An. Về giữ gìn, tôn tạo, xây dựng các công trình văn hóa vật thể, phi vật thể trong dòng họ, tích cực chủ động phối hợp ban quản lý nhà thờ họ võ tại phường Đông Hiệp thực hiện việc duy tu bảo dưỡng nâng cấp nhà thờ họ võ ngày càng khang trang và sạch đẹp, tuyên truyền vận động các gia đình trong dòng họ nhiệt tình tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, phấn đấu mỗi hộ trong dòng họ hàng năm đều được công nhận là gia đình văn hóa, người lớn gương mẫu, trẻ em quan hiền và học giỏi, con cháu kính trọng hiếu thảo ông bà và cha mẹ. Về tài chính, để có kinh phí hoạt động các nội dung nêu trên, hội đồng dòng họ chủ dòng thị xã kêu gọi các thành viên, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp trong hội đồng quan tâm công đức tùy theo khả năng tự nguyện tham gia đóng góp cho quỹ của dòng họ, có ký tên vào sổ vàng lưu niệm công đức của hội đồng dòng họ chủ dòng thị xã. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ được giao cho ban tài chính của dòng họ đảm nhận, đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả và được công khai minh bạch.
trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của ban chấp hành lâm thời và phương hướng hoạt động của hội đồng nhân thọ vũ võ thị xã trong nhiệm kỳ 2017-2022. Xin chân thành cảm ơn đại biểu đã lắng nghe. Và tiếp tục, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Võ Văn Tăng đã thay mặt đoàn chủ tịch đang thông qua dự thảo quy ước hoạt động của dòng họ vũ võ thị xã Gia trong nhiệm kỳ 2017-2022. Xin kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, tôi xin thay mặt ban chấp hành hội đồng chủ võ của thị xã Gia xin thông qua cái dự thảo quy ước của hội đồng chủ võ thị xã Gia nhiệm kỳ năm 2017-2022. Chương 1, những vấn đề chung. Điều 1, vị trí vai trò của hội đồng dòng họ. Hội đồng dòng họ vũ võ là tổ chức của dòng họ do đại hội của cộng đồng người mang dòng họ vũ võ đang sinh sống, học tập, công tác tại thị xã Giang lập ra. Hội đồng có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động hướng về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Qua đó góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương, công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển của đất nước nói chung. Điều 2, nhiệm vụ của hội đồng dòng họ. Một, tuyên truyền vận động những người trong dòng họ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên, đồng thời làm tròn nghĩa vụ công dân đối với quê hương đất nước. Hai, tổ chức thi đua khen thưởng, khuyến học đức, khuyến học, khuyến tài, nâng cao lòng tự hào, tự tôn về tổ tiên của dòng họ vũ võ. Đào tạo ngày càng có nhiều người có đức, có tài để góp phần xây dựng và phát triển địa phương đất nước. Ba, xây dựng củng cố ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng dòng họ thị xã, tiến tới thành lập hội đồng đại hội tại các phường, làm cho tổ chức hoạt động của đại hội ngày càng thêm gắn kết vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. Bốn, đại diện cho cộng đồng dòng họ vũ võ thiết lập quan hệ tốt chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, đồng thời có quan hệ tốt với các dòng họ khác trên địa bàn với tinh thần đoàn kết xây dựng mỗi dòng họ. Mỗi dòng họ tốt sẽ góp phần cho các họ tốt. Ba, điều ba, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hội đồng dòng họ: tự nguyện, đồng tâm, đồng thuận, dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, nghĩa đơn và trách nhiệm. Điều bốn, con dấu của hội đồng dòng họ, có dấu của hội đồng dòng họ thị xã hình vuông có khung viền giữa chữ võ bằng chữ hán ngôn, bốn bên xung quanh có chữ hội đồng dòng họ vũ võ thị xã Giang, kích thước mỗi cạnh 27x27 cm. Chương 2, cơ cấu tổ chức và quyền hạn. Điều 5, hội đồng dòng họ vũ võ thị xã Giang được thành lập từ thị xã đến các phường. Ban chấp hành hội đồng dòng họ vũ võ thị xã Giang do đại hội dòng họ thị xã Giang bầu ra. Số lượng ủy viên ban chấp hành hội đồng dòng họ vũ võ thị xã có từ 19 cho đến 23 người. Ban chấp hành bầu ra chủ tịch và các phó chủ tịch hội đồng dòng họ. Điều 6, nhiệm vụ quyền hạn của ban chấp hành và chủ tịch hội đồng dòng họ vũ võ thị xã. Một, ban chấp hành chỉ đạo việc xây dựng và phát triển dòng họ, tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh hoặc có còn ý kiến khác nhau trong hội đồng dòng họ thị xã. Hai, chủ tịch hội đồng dòng họ thị xã là người chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành các hoạt động của hội đồng dòng họ, thực hiện phân công công việc một cách thích hợp cho các phó chủ tịch và các thành viên trong ban chấp hành, chủ trì các cuộc họp của
hoạt động của dòng họ ở địa phương. Dương bộ thi đua khen thưởng, điều mời nội dung thi đua của dòng họ thi đua đoàn kết phát huy truyền thống nhân hậu trí tuệ để xây dựng dòng họ, thi đua trong khuyến học khuyến tài, thi đua trong xây dựng bảo tôn tạo bảo tồn các di sản văn hóa vật thể phi vật thể của dòng họ, thi đua thực hiện các phong trào thi đua của chính quyền địa phương nơi mình cư trú phát triển và phát động. Điều 11, đối tượng khen thưởng của dòng họ các tổ chức dòng họ ở các phường trực thuộc hội đồng dòng họ thị xã, cá nhân trong dòng họ có thành tích, các tổ chức cá nhân ngoài dòng họ chủ võ có nhiều đóng góp xây dựng cho dòng họ chủ võ thị xã. Điều 12, hình thức khen thưởng bằng vũ tộc tinh hoa là hình thức khen thưởng cao nhất của dòng họ chủ võ Việt Nam do hội đồng chủ võ trung ương trao tặng. Bằng khen tọa do hội đồng dòng họ trung ương và hội đồng dòng họ tỉnh trao tặng. Giấy khen họ tập do hội đồng dòng họ tỉnh trao tặng. Ngoài ra còn có nhiều hình thức khen thưởng khác như bảng vàng ghi công, bằng thường thọ và phù hợp với quy định của nhà nước. Chương 5, quản lý về tài chính. Điều 13, nguồn thu để thành lập quỹ hoạt động hội đồng chủ võ, hội đồng dòng họ được dẫn động từ các mạnh thường quân đóng góp tài trợ trên tinh thần tự nguyện. Thu từ hội phí thống nhất các hội viên hội đồng dòng họ mỗi năm đóng hội phí 5.000 đồng. Đóng góp của bà con dòng họ trong các kỳ tổ chức họp ban và dỗ tổ chức trên tinh thần tùy tâm tùy khả năng, không có quy định bắt buộc. Thu từ các nguồn và báo cáo điều vốn về chi tiêu, nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm hiệu quả thiết thực và minh bạch. Thu chi phải có sổ ghi chép rõ ràng, có chứng từ và được chủ tịch hội đồng dòng họ duyệt chi. Toàn bộ việc thu chi phải được công khai minh bạch, có tổng hợp báo cáo trong các kỳ hoạt động. Điều 15, thẩm quyền sửa đổi bổ sung điều chỉnh quy ước ban chấp hành hội đồng dòng họ được đại hội giao thẩm quyền điều chỉnh bổ sung các điều trong quy ước cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Điều 16, quy ước này được công khai tại đại hội hội đồng dòng họ chủ võ thị xã Giang lần nhất nhiệm kỳ 2007-2022 thay mặt ban chấp hành hội đồng chủ võ chủ tịch võ Đức Giàu. Xin cảm ơn. Trong này có quy định tất cả các quyền nghĩa vụ, nhưng mà có một cái quyền cũng như là nghĩa vụ của chủ tịch là cái quyền ủy quyền cho cấp phó chủ phó chủ tịch để thực hiện các cái công việc của dòng họ khi mà chủ tịch không có mặt điều hành các cái công việc của dòng họ, thì theo tôi nên thêm một cái quyền vào là quyền ủy quyền cho cấp phó. Đấy là điều 6. Cái góp ý của tôi thứ hai là về cái quản lý chi tiêu ở điều 14, thì trong này cũng chưa thấy là về cái tài khoản của dòng họ thì cũng chưa thấy quy định, và cái thủ quỹ thì có được giữ tiền trên bằng cái tiền mặt đấy của dòng họ thì cũng chưa thấy có, tức là cái tài khoản cái thủ quỹ cũng cần bổ sung thêm vào cái quy ước này cho nó có cái cơ sở để thi hành. Cái tiếp theo là cái điều 15 là cái thẩm quyền để sửa đổi bổ sung điều chỉnh quy ước, thì trong cái thẩm quyền này á thì đây là ý kiến của cá nhân tôi thôi, cái quy ước này của đại hội hôm nay chúng ta sẽ thông qua, thì theo tôi thì cái thẩm quyền mà sửa đổi bổ sung quy ước này thì cũng phải do đại hội, thì trong trường khi mà có cần sửa đổi thì triệu tập toàn bộ đại biểu của tỉnh ở của thị xã và mình tổ chức cái đại hội bất thường thì để mình sửa đổi những cái bất cập để cho nó phù hợp với thực tế. Trên đây là ba cái góp ý của tôi. Cảm ơn. Xin cảm ơn đại biểu tỉnh Đắk Lắk. Thôi cho mở rộng, đề nghị mở rộng là các đại biểu dự họp ở đây qua nghe hai cái báo cáo cho ý kiến luôn, chứ để khống chế. Xin cảm ơn người dân nhà.
Kính thưa toàn thể đại hội, tiếp tục chương trình là phần tuyên bố hết nhiệm kỳ của ban chấp hành tạm thời. Sau đây chúng tôi không có danh sách và xin mời các vị có tên các ban chấp hành tạm thời chúng ta lưu lại phía trước để tuyên bố hết nhiệm kỳ. Kính thưa đại hội, trong quá trình chỉ đạo của hội đồng chủ đỏ Việt Nam, hội đồng chủ đỏ tỉnh Bình Dương, các em tôi được chỉ định vào ban chấp hành của hội đồng chủ đỏ và được đề cử thường vụ. Sau đó xong, ban chấp hành của tỉnh cũng có phân công tổ chức để làm như thế nào đại hội được cho các thị xã và đặc biệt là xã Giang và làm điểm. Qua 2 năm hoạt động, chúng tôi cũng đã rất cố gắng hình thành được bộ máy ban chấp hành tạm thời. Thì có thể nói rằng trong thời gian vừa qua, các vị trong ban chấp hành cũng hết sức và nhiệt quyết để làm như thế nào đưa ra những giải pháp tiến tới đại hội được ngày hôm nay. Trong quá trình thực hiện công việc, chắc chắn là xin mời cũng có nhiều sơ suất. Thì phần sơ suất này sẽ được rút kết để ban chấp hành nhiệm kỳ chính thức và rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Hôm nay chúng tôi tuyên bố là hết nhiệm kỳ và giao nhiệm vụ lại cho đoàn chủ tịch để điều chuyển bầu ban chấp hành mới. Xin cảm ơn đại hội. Xin mời quý vị về đi. Kính thưa đại hội, đến ghi nhận và biểu dương những đóng góp cho việc phát triển dòng họ trong thời gian qua. Hội đồng dòng họ Vũ Dõng Việt Nam có tặng bằng khen cho anh chị em trong ban chấp hành lâm thời Hội đồng dòng họ Vũ Dõng thị xã Di An. Xin trân trọng kính mời các anh chị em có tên sau đây lên sân khấu để nhận bằng khen của Hội đồng dòng họ Vũ Dõng Việt Nam. Thứ năm là Hà Võ Thị Bích,
là phó đại thăm của thị xã Giang. 6 là Võ Văn Rơi, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thị xã. 7 là Võ Văn Thiên, chủ tịch hội trường đỏ thị xã. 8 là Võ Văn Tài, chánh văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân. 9 là bà Chủ Đức Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Phong Thanh Hiệp. 10 là Vũ Đức Kiên, cán bộ hưu trí của phường Bình An. 11 là Võ Tường Văn, phó phòng tài chính kế hoạch của thị xã. 12 là Võ Thanh Hải, công chức liên đoàn lao động thị xã. 13 là Vũ Thị Nghe, công chức tài chính của phường Bình An. 14 là Võ Thị Mỹ Hà, phó chánh văn phòng thị ủy. 15 là Võ Trung Hiếu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Tân Hòa. 16 là Võ Thị Nguyễn Nguyệt, công chức lao động kinh doanh xã hội của phường Tân Hiệp. 17 là Võ Hà Phương, là doanh nhân. 18 Võ Hà Phương là ngụ ở phường Giang. 18 là Võ Sơn Đông, ngụ phường Tân Hiệp, cũng là doanh nhân. 19 là Võ Thị Thanh Thúy, phó giám đốc chi nhánh trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Giang. 20 là Võ Văn Nhân, phó phòng văn hóa thông tin của thị xã. 21 là Võ Văn Long, ngành nghề là kinh doanh. 22 là Võ Văn Lâm, ngành nghề là kinh doanh. 23 là Võ Tá Nhân, ngành nghề là cũng kinh doanh. Xin đề nghị danh sách chúng tôi vừa nêu, các chị cho ý kiến kiêm bớt. Có quý vị nào đề cử người khác rồi có ý kiến gì khác mà và chúng ta tiến hành là bầu tròn và phương pháp bầu là biểu quyết hay là bỏ phiếu kín nhưng mà nào chúng ta thì đề nghị tôi biểu quyết bằng cách đưa tay. Vậy thì chúng ta không còn ý kiến gì như bớt, tôi đề nghị cho ý kiến biểu quyết bằng cách đưa tay danh sách 23 vị mới vừa công bố đại biểu là trực tiếp cho biểu quyết bằng cách đưa tay. Xin mời. Xin cảm ơn. Có đại biểu nào ý kiến khác không ạ? Và không có đại biểu nào ý kiến khác, chúng ta nhất trí là 100 đề nghị cho bằng cách đưa tay. Bây giờ là thời gian còn lại cũng còn 3 chương trình nữa thì đề nghị ta sẽ làm và 23 vị mới vừa được trúng cử vào ban chấp hành của nhiệm kỳ 2017-2022 của hội đồng nhân dân tỉnh Giang xuống phòng tập số 1 ở tầng 1 để ban chấp hành bầu các chức danh địa bàn của huyện và giao tới. Như ví dụ là chủ tịch của hội đồng nhiệm kỳ một, ông Võ Anh Tuấn là phó chủ tịch thường trực của hội đồng, ông Võ Văn Tăng là phó chủ tịch kiêm trưởng ban tài chính, ông Võ Văn Hồng phó chủ tịch. Các ủy viên thì có phân công ông Võ Văn Nhân là trưởng ban phát triển kinh tế, đồng thời cũng thống nhất tiếp tục đề cử ông Võ Công An, Võ Tạng và Võ Thí tham gia vào ban cố vấn. Tôi đề nghị chúng ta nhiệm kỳ qua nhân ban chấp hành mới. Kính thưa quý vị, thưa đại hội, nếu trọng trách góp phần vào sự phát triển của dòng họ Đủ Võ tại xã Giang, chúng tôi tâm niệm rằng trong thời gian vừa qua đã được sự ủng hộ của bà con dòng họ Đủ Võ thì hôm nay được tín nhiệm bầu chính thức để điều hành hoạt động 5 năm. Chúng tôi hứa là sẽ ra sức đoàn kết tập hợp bà con và xây dựng các chương trình hoạt động để làm thế nào trước tiên là xây dựng dòng họ thực hiện các chương trình khuyến học khuyến tài, đồng thời và động viên mọi người chấp hành tốt chủ trương
ơn tất cả quý vị. Chúng ta kết nối với nhau, đồng kết với nhau, đồng tư nhau,
vượt qua cái khó khăn của cuộc sống, xây dựng một cái cuộc sống mới, giúp đỡ những người lớn tuổi, giúp đỡ con em khó khăn vượt khó để học tốt. Tất cả các hoạt động của dòng họ chúng ta mang tính nhân văn, nhân đạo, từ thiện và vì các thế hệ tiếp nối của dòng họ. Tôi nghĩ là chúng ta làm tốt điều này, từng gia đình dòng họ chúng giỏi chúng ta thật là tốt, từng dòng họ thật là tốt sẽ góp phần cho xã hội tốt. Và trong đó các hoạt động thể hiện trong quy ước quy chế của chúng ta hoạt động tích cực, đồng thời là tròn trách nhiệm của một công nhân với nhà nước, tuân thủ pháp luật và vận động con cháu dòng họ thực hiện tốt các cái nhiệm vụ của chính quyền và các đoàn thể lân cận. Thì với các là người đứng đầu công nhân được đại hội dòng họ cấp tỉnh bầu ra, tôi cũng mong muốn, rất mong muốn là sau đại hội này Ban Chấp hành Hội đồng dòng họ sẽ tiếp tục hoạt động thật là tốt, kết nối tất cả các cái bà con dòng họ, các cái chi của họ để thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết của đại hội đã đề ra. Và chúng ta lần lượt sẽ bổ sung vào Ban Chấp hành những cái tinh hoa mới, những cái thành phần ưu tú mới để đủ sức hoạt động, đảm bảo thực hiện đúng các cái nhiệm vụ mà đại học đã đề ra và đúng quy chế, đồng thời góp phần thực hiện có kết quả cái các cái nhiệm vụ mà chính quyền địa phương và các đoàn thể cần tổ chức thực hiện, triển khai thực hiện, dẫn đầu thực hiện. Nhưng đây tôi cũng còn là đầu năm, đồng thời cũng cái chuẩn bị chúng ta chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn Việt Nam. Xin kính chúc tất cả bà con chúng ta có mặt tại đây là với tư cách là đại biểu của đại hội và thông qua bà con gửi đến toàn thể bà con dòng họ, mang dòng họ hiểu rõ của Việt Nam trên địa bàn của tỉnh Bình Dương. Vì ở đây chúng ta lớn lắm, đông lắm, tại vì khoảng 400.000 dân ở đây thì có gần 2/3 là những người nhập cư. Do đó nếu như tính khoảng 6% thì chúng ta có đến trên 25.000 những người đang dòng họ cũng dòng. Thì cái việc mà tập hợp sắp tới thì Ban Chấp hành sẽ tính toán cái phương pháp, các cái giải pháp để tập hợp cho thật đông để chúng ta góp sức chung sức thực hiện tốt các cái định hướng, những công việc mà đại học chúng ta đã đề ra. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe và hạnh phúc đến tất cả các vị đại biểu các bạn hôm nay. Xin cảm ơn. Cảm ơn ý kiến phát biểu của Thủ tướng Trang. Cũng nhân dịp ngày hôm nay chúc sức khỏe quý vị lãnh đạo hiểu rõ Việt Nam dương của các tỉnh bạn và chào lãnh đạo đoàn sức khỏe. Chúng ta sẽ hợp tác cố gắng để xây dựng đồng họ hiểu rõ về cả các tỉnh. Thứ nhất là ban thường vụ hội đồng dòng họ của ở Bình Dương đã hỗ trợ là 10 triệu. Thứ hai là bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, đó là Ngọc Thảo là tránh văn phòng hội đồng dòng họ của ở Bình Dương cũng hỗ trợ cho đại hội chúng ta. Và Thảo họ là 3 triệu. Anh Nguyễn Văn Thiên Nam trưởng phòng tài nguyên môi trường của thị xã và hỗ trợ cho vấn đề là 50 triệu. Ông Võ Văn Già, ông Võ Văn Hồng, ông Võ Trọng Tài là chánh văn phòng, ông Võ Văn Tăng là ở Hòa, anh Võ Văn Kim và Võ Anh Muốn, mỗi người tổng góp là 5 triệu. Ông Võ Hà Phương thì hỗ trợ cho số tiền là 3 triệu. Bà Vũ Bích Hằng, ông Võ Trung Hiếu, cô Hằng là hiệu trưởng trường tiểu học nông nghiệp, Võ Trung Hiếu là phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa,
và chủ tự nhiên và công chức là tránh phường Bình An và ông Nguyễn Văn Nhơn và phó phòng giáo dục thị xã mỗi người hỗ trợ số tiền là 2 triệu. Ông Nguyễn Văn Cơn viện trưởng viện kiểm sát thị xã hỗ trợ là 1 triệu. Công ty chị Vũ Hạnh Hoàng Hùng ở trung tâm hành chính thì hỗ trợ cho đại học chúng ta số tiền là 20 triệu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang Phúc cũng đặt tại trung tâm hành chính với tình cảm gắn bó với địa phương cũng đã hỗ trợ số tiền là 20 triệu. Bà Tạ Thị Linh ở chỉ em một hỗ trợ số tiền là 20 triệu. Chị Đồng Họ ông Nguyễn Cường là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phú Cường An là hỗ trợ số tiền 3 triệu. Ông Nguyễn Vũ Hồng cũng là một cái gì đó tại hỗ trợ số tiền là 5 triệu. Như vậy thì tổng hợp bài á, cái hiện kim mà tăng cái tài khoản nhận được là 170 triệu. Xin báo cáo đại hội, cái tiền này chúng ta vừa trang cái vừa trang tải cho đại hội, chúng ta còn để phần còn lại thì chúng ta cứ được sự quyền của hội đồng họ thì chúng ta chi tiêu một lần. Chúng tôi mới nhận được cái sự hỗ trợ của ông Đức Giáng ở phường Bình An hỗ trợ số tiền 1 triệu. Ngoài ra thì có một bạn người ta nhiều có báo là có nhận được từ chứ chưa là 20 triệu hay không nè. Vậy thì tổng vô thì khoảng 190 triệu. Xin báo cáo đại hội chúng ta biết và chúng ta thực hiện nghị quyết đó. Xin hát. Lúc đầu chương trình là phần trao tặng quần họ và cho các cụ cao niên và trao tặng học bổng và cho các học sinh nghèo thì khó học giỏi và trong trường họ đủ giỏi thì xã. Mời ông Nguyễn Văn Đào lên trao tặng quà cho năm hộ. Xin cảm ơn ông Vũ Văn Hiến và ông Nguyễn Văn Đào. Thực sự đến hôm nay đến dự đại hội này rất xúc động, nhưng mà hôm nay thì quý vị này hỏi bao nhiêu tuổi mà là nói dạy cho giấy này nhưng mà không phải dạy đâu, không trẻ chứ không phải dạy đâu. Từ bên cho tôi được cái lâu nghe. Thế thì như bác chỉ này, bác Hồ thì có nhắc lại là những ông đổ phủ đời đưa cách đây 1000 năm mới nói rằng nhân sinh tất thật cổ lấy tức là người thọ bảy mươi xưa đây hiếp. Nhưng mà giờ ở đây thì tôi mới nói như thế này: xưa hiếp 70 nay hiếp chi 90 nay cũng chả là gì, đời người thế kỷ nay đâu ý. Chúc các cụ tam tuổi vượt xa tiêu hỷ hy, tức là cực kỳ kỳ nha. Cảm ơn các bạn. Đây là chúng tôi mời các cháu chúng ta tiến lên phía trước để nhận quà của hội đồng mọi người ở xã. Xin mời cháu là Võ Thị Thanh Tuyền. Xin mời cháu Võ Thành Ngăn. Xin mời cháu Võ Chí Văn Cường. Xin mời cháu Võ Hoàng Gia và cháu Võ Hoàng Bảo Nhi. Xin mời ông Võ Văn Thanh phó chủ tịch hội đồng điều hành của xã tặng quà cho. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
xin cảm ơn anh Hoàng Nguyễn Trang, các anh Đào, chúc mừng các vị cử tri Bình Dương. À, xin báo cáo đại hội là còn khoảng một gần 10 trường hợp nữa cũng đã được tặng kim cương, tuy nhiên nghĩ do công việc. Kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa quý vị đại biểu và kính thưa toàn thể đại hội, tôi xin thân thét thông qua dự thảo nghị quyết đại hội và hội diễn võ thị xã Nghĩa An lần thứ nhất dự kỳ 2017-2022. Đại hội và hội diễn võ thị xã Nghĩa An lần thứ nhất dự kỳ 2017-2022 được tổ chức tại hội trường trung tâm hội nghị chính trị thị xã Nghĩa An. Quyết nghị điều một, quyết nghị thứ nhất là nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của ban chấp hành lâm thời và phương hướng hoạt động trọng tâm của hội đồng và hội diễn võ thị xã Nghĩa An lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 với các nhiệm vụ chủ yếu như sau: chỉ đạo hướng dẫn điều phối và tổ chức các hoạt động của dòng họ hướng về cội nguồn kế thừa và phát huy truyền thống nhân hậu trí tuệ và nghĩa tình của dòng họ, học tập và noi gương các bậc tiền nhân noi gương chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp, cần có xây dựng dòng họ dũng võ vững mạnh và đoàn kết với các họ bạn, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển quê hương đất nước, tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động phát triển hội viên và xây dựng tổ chức dòng họ dũng võ tại các phường trên địa bàn thị xã nếu đủ điều kiện, giữ gìn tôn tạo và xây dựng mới các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể của dòng họ, chăm lo thực hiện khuyến học khuyến tài, kịp thời tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích đóng góp cho sự phát triển của dòng họ, có thành tích học giỏi vượt khó, tổ chức mừng thọ các cụ cao tuổi trong dòng họ từ 80 tuổi trở lên và thăm viếng các cụ cao niên trong những lúc ốm đau hậu sự, quy động xây dựng quỹ hoạt động của hội đồng dòng họ và tổ chức quản lý sử dụng quỹ đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, công khai minh bạch đúng theo quy ước của dòng họ. Thứ hai là nhất trí thông qua quy ước hoạt động của dòng họ. Thứ ba là nhất trí thông qua số lượng ban chấp hành hội đồng dòng họ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 23 thành viên. Cho ban chấp hành chịu trách nhiệm tổ chức bầu chủ tịch, các khóa chủ tịch và tiến hành phân công giao nhiệm vụ cho từng thành viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của nghị quyết đại hội. Đại hội kêu gọi bà con dòng họ dũng võ, con cháu dâu rể trên địa bàn xã Giang đoàn kết đồng tâm hiệp lực cùng nhau giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp để xây dựng dòng họ và góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể đại hội, tôi vừa thông qua cái dự thảo nghị quyết đại hội và hội dũng võ nhiệm kỳ 2017-2022. Xin ý kiến đại hội. Nếu đại hội thống nhất với dự thảo được thông qua, xin biểu quyết bằng cách giơ tay. Xin cảm ơn đại hội ý kiến 100%. Xin hỏi đại biểu nào có ý kiến gì khác không? Nếu đại biểu không có ý kiến, xin cảm ơn đại hội. Kính thưa quý vị lãnh đạo địa phương, kính thưa quý vị đại diện cho cục bảo đảm dòng họ dũng võ Việt Nam tỉnh Bình Dương, các vị chức quý ông bà cô bác anh chị trong dòng họ dũng võ thị xã Giang dự đại hội ngày hôm nay, sau một buổi làm việc thực hành dân chủ thẳng thắn trách nhiệm, đến giờ lúc này đại hội đại biểu hội đồng dòng họ dũng võ Giang lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022 đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình. Ngoài việc xem xét đánh giá tình hình hoạt động của ban chấp hành lâm thời, đại hội đã thống nhất cao bản quy ước hoạt động của dòng họ. Đoàn chủ tịch cũng đã tiếp thu bổ sung những nội dung góp ý của quý vị đại biểu và chúng ta đã thống nhất biểu quyết thông qua. Đồng thời xem xét bầu ra ban chấp hành chủ tịch, các phó chủ tịch hội đồng dòng họ của nhiệm kỳ. Thay mặt ban chấp hành hội đồng dòng họ dũng võ thị xã Giang, tôi trân trọng ghi nhận cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị quý cùng toàn thể đại biểu trong dòng họ đã sắp xếp thời gian đến dự chỉ đạo và đã có những ý kiến đóng góp thiết thực cho sự thành công của đại hội. Đặc biệt xin cảm ơn ông Vũ Đăng Giá, phó trưởng ban phát triển tổ chức dòng họ dũng võ Việt Nam, ông Vũ Minh Sang, chủ tịch hội đồng dòng họ dũng võ Bình Dương và Võ Thị Diệu Thảo, đến nhân phòng của hội đồng dũng võ Bình Dương đã luôn sát cánh đồng hành hỗ trợ và giúp đỡ nhiều mặt trong suốt quá trình thành lập hoạt động và tổ chức đại hội dòng họ dũng võ thị xã Nghĩa An trong ngày
của đại hội ngày hôm nay là khởi đầu yêu cầu đặt ra tập thời cũng là mong muốn của mọi đại biểu dự đại hội, đó là toàn đảng của mình làm cho họ hiểu rõ thị xã Kiến Giang vẫn liên tục có chất lượng thiết thực và hiệu quả. Để làm được điều đó, tôi kêu gọi mọi thành viên trong đoàn họ trước hết và quan trọng hơn hết là những quy chế và ban hành hãy luôn đoàn kết và công nhân nỗ lực vì sự phát triển của mình họ, đồng thời cũng hy vọng là mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo của chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc của thị xã và phường, của hội đồng dòng họ hiểu rõ Việt Nam và của tỉnh Bình Dương, để hoạt động của hội đồng dòng họ hiểu rõ thị xã đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích chủ trương chính sách pháp luật của đảng và nhà nước. Trong đại hội này chúng tôi ghi nhận và cảm ơn đoàn nhân công của hội đồng hiểu rõ tỉnh Bình Phước đã đến biểu diễn để góp phần trang trọng của đại hội. Trong đại hội này các cán thành cũng có nhiều sơ sức, mong quý vị hết sức bỏ qua. Trước khi trả lời một lần nữa thay mặt ban chấp hành hội đồng điều hành của giỏi gian, tôi xin chân thành cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị lãnh đạo, các vị chính quý và toàn thể đại biểu tham dự đại hội. Tôi xin tuyên bố bế mạc đại hội, xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Sau đại hội xin mời ban chấp hành chúng ta là chụp hình lưu niệm với lại hội đồng dòng họ trung ương tỉnh lên sân khấu để chụp hình lưu niệm. Trong đại hội này cũng tổ chức chúng tôi thân mật xin mời các vị khách quý và các đại biểu dự đại hội xuống tầng ra để dùng luôn dưới đạo mời ban chấp hành chụp hình lưu niệm. Hội nghị đại hội có thể với chúng tôi các bạn các bạn. Vũ võ Việt Nam truyền thống vẻ vang, người người nâng tầm sáng vai nhìn vương tỏ đi muôn nơi mọi miền tổ quốc, tiến thêm đất nhà bảo vệ giang sơn, vững vàng Việt Nam đoàn kết thủy chung một lòng không sợ dân tộc tổ tiên.